Khi nói về nhịp 6 phách, chúng ta thường gặp đó là những nhịp như là 6, 4, 6, 2, 6, 8, vân vân. Và gọi là 6 phách, thực ra thì đây là một loại nhịp kép. Đúng ra chúng ta nên gọi là nhịp 2 phách kép. Nhưng không sao, bởi vì về ngôn ngữ chỉ huy, khi chúng ta gọi là 6 phách, nó có lý do của nó. Và gọi là 2 nhịp kép, nó có lý do của nó. Có một thói quen tồn tại ở trong các chỉ huy, đặc biệt là các ca trưởng ở nhà thờ, là cứ khi gặp nhịp 6 phách thì đổi sang nhịp 3 phách mà diễn đạt để mà chỉ huy. Thực ra điều này không đúng, bởi vì nhịp 6 phách đó là một loại nhịp kép, còn nhịp 3 phách là một loại nhịp đơn, chúng ta hoàn toàn không thể nào thay đổi cho nhau, mặc dù nó có những cái nét tương đồng. Sau đây chúng ta sẽ thực tập đầu tiên kiểu đánh nhịp 6 phách không diễn tả, non espressivo. Biểu đồ đánh nhịp 6 phách thông thường như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta làm lại với hai tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có một cách diễn đạt nhịp 6 phách thứ hai mà thường được các nhạc trưởng Mỹ áp dụng, đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Quý vị thấy tay nhịp nảy lên, ngược ra khỏi ngoài thân người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So với cái cách đánh thông thường lúc nãy chúng ta học lúc ban đầu, 1, 2, tức là tay nhịp nảy lên bình thường. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì bây giờ lối đánh của người Mỹ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ diễn đạt với hai tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp theo là cách đánh nhịp 6 phách mang tính cách diễn tả espressivo. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh với 6 phách diễn tả ít, mà chúng ta gọi là poco espressivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sự khác biệt với biểu đồ không diễn tả đó là cái phách thứ tư cong. Phách thứ tư cong. Chúng ta làm với hai tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ chúng ta đánh nhịp 6 phách với diễn tả nhiều, molto espressivo. Đường nhịp sẽ bay bướm hơn và cái phách thứ 3, phách thứ 4 rất cong. Chúng tôi làm rất chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quý vị thấy đường nhịp vừa cong mà ở vừa cuối phách 5 sang phách thứ 6, nó có một cái mũi như là mũi giày, cái đường cong. Nó tạo cái nét bay bướm cho người chỉ huy. Chúng tôi diễn đạt lại chậm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta làm với hai tay. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Và cuối cùng là nhịp 6 phách đánh rời tiếng. Thật ra nhịp 6 phách rời tiếng chúng ta rất ít gặp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hoặc là chúng ta có thể đánh nhấn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trên đây là cách đánh nhịp 6 phách theo kiểu thông thường. Ngoài ra nó còn có những kiểu đặc biệt do các nhạc trưởng ở các vùng miền khác nhau. Đầu tiên tôi xin giới thiệu
một số kiểu đánh nhịp sáu phách của các nhạc trưởng người Mỹ. Kiểu thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta làm hai tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiểu đánh nhịp này có vẻ bay bướm lưu loát, cho nên thường được các nhạc trưởng Mỹ dùng trong loại nhạc salon. Và tiếp theo là một kiểu đánh nhịp sáu phách của người Đức. Chúng ta làm một tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ thực tập với hai tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và bây giờ là chúng ta tập chỉ huy nhịp sáu phách nhưng mà ở tốc độ nhanh. Thì lúc đó người ta coi nhịp sáu phách như là nhịp hai phách kép. Có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ làm như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quý vị thấy loại nhịp này, tức là nhịp sáu phách đánh ở tốc độ nhanh, giống như là nhịp hai phách chia ba mà chúng ta học trong bài học phân phách. Bây giờ chúng ta sẽ thực tập hai loại biểu đồ nhịp sáu phách, một với chuyển động chậm. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực tập trong chuyển động chậm, tức là cách đánh nhịp sáu phách với một bài thánh ca vô cùng nổi tiếng, đó là Stille Nacht, Heilige Nacht của Franz Gruber, mà nhạc sĩ Hùng Linh dịch sang lời Việt là Đêm Thánh Vô Cùng, dưới sự trình bày của Ban Hợp Xướng Suối Việt. Thường chúng ta hay gặp trong các nhà thờ khi trình diễn Đêm Thánh Vô Cùng, tức là Stille Nacht, Heilige Nacht, hay chuyển sang nhịp ba phách mà diễn. Như vậy thì làm mất tính chất của nguyên bản. Để kết thúc cho bài thì chúng ta sẽ thực tập một tác phẩm mà người chỉ huy sẽ áp dụng hai kỹ thuật đánh nhịp sáu phách. Một là kỹ thuật đánh chậm với sáu phách và một kỹ thuật là đánh nhanh với dồn phách thành là nhịp hai. Đây là bài thánh ca cũng khá quen thuộc, có tên là Chúa Thống Trị. Thật ra đây là một tác phẩm ngoại quốc của Vecris và lời Việt của Linh Mục Hoàng Kim. Quý vị sẽ để ý, chúng tôi dùng hai biểu đồ để diễn tả sáu phách và hai phách ở trong những tốc độ nhanh và chậm.